các kỹ thuật để giãn cơ sau khi một buổi học căng thẳng hoặc là có thể là chuẩn bị để bước vào buổi tập ha. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ có cái kỹ thuật là hai tay chúng ta chụm lại và đưa lên sau đầu và kéo phần đầu xuống như thế này. Nó sẽ giúp cho phần cơ cổ của các bạn được căng ra và nó sẽ kích thích các phần thần kinh ở trên cơ cổ, sẽ làm cho bạn tỉnh táo hơn. Và tiếp theo nó sẽ là phần ngang như thế này. Rồi, tiếp theo là sẽ là bên này. Đó. Rồi. Và khi mà chúng ta căng cơ cổ xong thì sẽ làm cho các bạn sảng khoái đầu óc và tinh thần hơn, thì sẽ là đến căng cơ cột sống ha. Thì đầu tiên là các bạn sẽ bước chân lên phía trước, một chân lên phía trước này, chân đằng sau nhón lên, tay chống vào hông, rồi ưỡn ngực đẩy hông lên, ngẩng đầu cao lên sàn nhà. Đấy. Thì phần cột sống của các bạn sẽ được giãn ra và nó sẽ rất là thoải mái cho cái cột sống của các bạn. Và tiếp theo nó sẽ là đến cái phần căng phần lườn ha. Ok, thì đầu tiên là hai các bạn sẽ chống chân lên, chống nhóm một chân lên, chống hông vào và tay còn lại lườn qua bên này, đẩy thật mạnh lên. Rồi đến với bên còn lại cũng chống chân, rồi hông lườn xuống thật là sâu và giữ lại tầm 6 nhịp. Rồi thì sau khi hai phần đó chúng ta đã căng được phần cơ cổ và phần cơ hông của các bạn, thì tiếp theo là sẽ là phần căng toàn bộ cơ thể. Thì các bạn sẽ là đưa tay lên phía trước, hai tay chụm lại, đưa lên phía trước, rồi xuống sâu hết cỡ nha. Rồi giữ lại ở dưới này 6 nhịp nha các bạn. Rồi chúng ta lên một lần nữa, nhón chân lên, rồi xuống sâu hết cỡ. Rồi ok, thì hai với một số kỹ thuật mà Hiếu giới thiệu cho các bạn là việc giãn cơ thì nó sẽ giúp cho các bạn sảng khoái đầu óc hơn và cơ thể chúng ta nó được vận động một xíu và nó làm giãn cơ và năng lượng tích cực hơn cho các bạn cho buổi học của mình ha. Và xin chào tạm biệt các bạn ha.